trân trọng giới thiệu trận keo vật giải nhất giữa hai đô đô thu Bắc Linh phố đỏ Đức Thắng gặp đô trường Bắc Giang phố xanh và hai đô Bảo Sới. Hai đô bắt tay. Các trọng tài chuẩn bị, hai đô chuẩn bị xe đẩy. Khán giả đang chứng kiến sau này thứ hai đô tranh giải nhất giữa đô thu phố đỏ của Bắc Linh đang nhất thắng một keo và đô trường phố giang phố xanh xin theo phá giải của ông đô thu Bắc Linh. Hai đô bắt tay nhau thân ái và đoàn kết trước khi vào thi đấu. Các trọng tài chuẩn bị, hai ông đô chuẩn bị trận đấu bắt đầu. Cú quan có trao giải thưởng cho ông cô nào toàn thắng ở giải nhất. Nếu ông cô Bắc Linh rằng nếu ông thu Bắc Linh toàn thắng giải nhất, cú quan thưởng 1 triệu đồng. Thay mặt cho ban tổ chức xin cảm ơn cú quan, chúc cụ và gia đình sức khỏe, cảm ơn cụ. Hai đô bắt tay nhau. Trận đấu tiếp tục. Đô thu trăm phố đỏ đã nhất thắng một keo ở giải nhất và đô trường của Bắc Giang xin theo. Chúng tôi xin thông báo ở giải chay là đô Hà của sông rừng đã nhị thắng. Vậy ban tổ chức xin mời các cô chay là các xóm vào gặp ban tổ chức đăng ký để phá giải chay là đối với ông cô Hà của sông rừng. Xin trân trọng kính mời. Hai đô bắt tay nhau. Trận đấu tiếp tục. Mời đô xanh, mời cô xanh, mời hai đô vào giữa sân. Xong chưa? Mời đô. Chúng tôi xin công bố kết quả keo vật vừa qua. Đô thu phố đỏ bằng kỹ thuật nhất bổng đô phố xanh. Như vậy đô thu của Bắc Ninh thắng 1.